Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên mưa lớn đã xuất hiện trên diện rộng ở miền Bắc trong ngày hôm qua. Sang tới ngày hôm nay, mưa đã giảm nhanh nhưng trời còn nhiều mây. Do đó, từ khoảng chiều tối và đêm, một đợt không khí lạnh khác lại có quá trình dồn xuống và lần này còn kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500m nên Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ước tính sẽ đạt từ 50-100mm, có nơi trên 120mm trong vòng 24 giờ. Bà con cần đề phòng với sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn trong cơn dông. Do trời có mưa và nhiều mây nên thời tiết mát mẻ duy trì với nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới, phổ biến trong ngưỡng từ 24-27 độ. Những nơi có mưa nhiều và có địa hình cao còn dưới mức 24 độ, trời se lạnh vào ban ngày. Sau đó, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, không khí lạnh suy yếu nhanh, trời có nắng trở lại và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21-24 độ. Tại Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong sáng nay ở khu vực các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Sang tới ngày mai, không khí lạnh suy yếu thì thời tiết chủ đạo sẽ là tình trạng ít mưa, trưa chiều trời hứng nắng tại các tỉnh từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận trời có nắng nhiều hơn với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trên mức 30 độ, có nơi còn đạt mức 34 độ. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Ở phía Nam, trong chiều tối nay mưa lớn có khả năng xuất hiện trên diện rộng tại Nam Bộ. Sau đó từ ngày mai, gió mùa Tây Nam suy yếu dần nên trong thời đoạn 3 ngày tới, thời tiết phổ biến là có mưa ở vài nơi tại khu vực Tây Nguyên và lác đác có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông tại khu vực Nam Bộ. Vào ban ngày thì trời sẽ có nắng nhiều tại Nam Bộ, nắng gián đoạn tại Tây Nguyên với mức nhiệt trưa chiều ở cả hai khu vực này lần lượt là từ 32-35 độ và thấp hơn ở các tỉnh vùng cao là từ 29-32 độ, có nơi cao hơn. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, 28 tháng 4 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây phía Bắc Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác, phía Nam có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Tây Nguyên, có mây ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa,
gió đông bắc đến đông cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, riêng phía đông bắc cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.